제가 전기 왔어? 아! 아, my money. 와! 야! 와! 야! Take the my butt. 바보야? 진짜 mọi người. Thì mang khoai tiền không phải là khoai tiền đâu mà đang chuẩn bị tiền để đi làm visa đi Hàn Quốc. Thì nhân đây hôm nay mình chuẩn bị đi làm visa thì mình cũng chia sẻ kinh nghiệm của bản thân để cho các bạn mà cũng muốn đi làm visa đi Hàn Quốc chơi giống như mình thì cũng có thể làm được một cách dễ dàng. Đây đang là mùa thu rất là đẹp, ngại gì mà không làm visa đi chơi. Ok, mình đã chuẩn bị cái tập hồ sơ ở đây rồi à, thì mình sẽ đi vào cái chủ đề chính luôn là những gì mà các bạn cần phải chuẩn bị và những cái chướng ngại khi mà mình chuẩn bị hồ sơ ha. Thì mình sẽ nói tới những thứ cơ bản nhất để các bạn làm cái visa, và sau đó là mình sẽ nói tới những cái vấn đề trở ngại khi mà các bạn ngại làm visa ha. Thì đầu tiên thì mình tất nhiên là mình phải có hộ chiếu, được chưa? Hộ chiếu. Thứ hai là ảnh thẻ, ảnh thẻ đèn trắng, hai cái ảnh thẻ 4x6. Rồi tiếp theo là chứng minh nhân dân, thứ hai là chứng minh nhân dân, và thứ ba là sổ hộ khẩu, sổ hộ khẩu. Thứ tư là bằng tốt nghiệp đại học. Mình cũng không biết là tại sao lại cần bằng tốt nghiệp đại học, nhưng mà bên làm visa thì người ta có nói là làm như vậy kiểu nó dễ hơn á, kiểu mình không phải là đứa cô bơ cô bốc chỉ học hết cấp 3 xong đi qua hàng chốn ở lại đi làm kiểu vậy. Và cái thứ tư là hợp đồng lao động, hợp đồng lao động. Và cái thứ năm là sổ tiết kiệm có 120 triệu, được chưa? Thì các bạn mà có đủ cái điều kiện như vậy đó, thì đi xin visa cái đẹp rất là dễ. Nhưng mà đối với những người mà là thứ nhất ngoại tỉnh, thứ hai là công việc làm là freelance là không ổn định, mà đem ở đó như mình làm hướng dẫn viên cũng vậy, mình không có làm cố định công ty nào hết trơn á. Và cái thứ ba là các bạn không có đủ tiền ở trong tài khoản. Thì bây giờ mình sẽ giải quyết như thế nào. Thì khi mà mình làm visa thì mình không có tự làm mà mình sẽ thông qua công ty dịch vụ. Lần thứ tư đi làm visa cho nên là đi làm luôn 5 năm á, đi đều làm qua công ty dịch vụ hết. Thứ nhất là cái đại sứ quán ở của Hàn Quốc nó chỉ có ở Sài Gòn và Hà Nội thôi, không có ở các tỉnh khác, như Đà Nẵng cũng không có luôn. Cho nên là ví dụ muốn đi nộp hồ sơ rồi là phỏng vấn này kia là phải bay Hà Nội là ít nhất 2 lần, thì rất là phí cái tốn thời gian và cả tiền bạc của mình nữa. Cho nên là thông qua cái công ty lao động thì nó sẽ dễ hơn cho mình rất là nhiều, mình có thể tiết kiệm được có thể là một chút tiền và nhiều nhất là thời gian công sức của mình ha. Và mình thấy cũng rất là đơn giản nữa. Thì thứ nhất đối với các bạn mà đầu tiên là ở ngoại tỉnh đó, thì mình nên thông qua cái công ty dịch vụ ha. Thì công ty dịch vụ thì Ly hay làm ở visa 24 giờ. Thứ hai là hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động nếu như mà các bạn làm thời vụ á, thì các bạn nên có cái hợp đồng thời vụ rồi cái ngành nghề nào đó các bạn làm thời vụ là 2-3 cái gì đó cũng được. Rồi nếu như mà không có nữa thì các bên dịch vụ người ta sẽ làm giùm cho các bạn luôn. Thì mình nghĩ là tốn đâu tầm khoảng 30-40 đô gì đó. Thì người ta sẽ chứng minh chùm cho mình cái nghề nghiệp là mình không có thất nghiệp ha. Rồi điều thứ ba đó là cái sổ tiết kiệm, chứng minh tài chính, cái tiết kiệm 120 triệu nó rất là quan trọng, nó quyết định tới 80% là bạn có đậu được visa hay là không. Thì cũng tương tự như vậy, thì nếu như mà mình không có đủ tiền thì mình mượn ba mẹ, mình bỏ vô tài khoản tiết kiệm trước một tháng mà mình nộp cái hồ sơ đó,
rồi nộp xong rồi mình rút là mình trả lại ba mẹ thôi. Còn nếu mà không có nữa thì bên dịch vụ nó cũng làm giùm cho mình luôn. Chứng minh tài chính thì tầm khoảng 30 đô à, mình thấy cũng nhanh gọn lẹ lắm. Thì tổng cộng ví dụ các bạn một lần mà đi làm visa single á, đi Hàn Quốc thì mình tốn làm thông qua dịch vụ tốn khoảng tầm 120 đô tới 150 đô tùy trường hợp. Hồ sơ của các bạn càng hoàn thiện thì các bạn càng dễ để đậu visa. Còn hồ sơ của bạn mà thiếu này thiếu kia mà bên dịch vụ nó phải làm giùm cho các bạn á thì nó sẽ tốn nhiều tiền hơn, thì cái tỷ lệ đậu nó cũng cao chứ không phải là không. Một khi mà công ty dịch vụ nó đã nhận thì mình nghĩ là cái tỷ lệ đậu nó cũng cao chứ không phải là thấp. Nhưng mà quan trọng là mình tìm đúng cái nơi mà uy tín để làm ha. Rồi xong vậy đó, mọi người cứ nghĩ là làm visa nó khó lắm nhưng mà thực ra nó rất là đơn giản. Khi mà mình đã làm lần đầu tiên rồi thì lần thứ hai thứ ba nó sẽ đơn giản hóa đi rất là nhiều ha. Tụi mình còn trả còn khỏe mà, cho nên là cứ làm visa rồi đi chơi thôi, đừng lo gì hết trơn á, cái gì cũng có cách giải quyết của nó hết ha. Ok, bây giờ đi và chun đi nộp hồ sơ và tháng sau tụi mình sẽ đi qua Hàn Quốc. Và qua để Hàn Quốc để làm gì thì mình sẽ bật mí sau cho các bạn nha. Bây giờ thì chào tạm biệt, ở tập sau. Bye.